mất thời gian của các bạn nữa thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn những phần mềm miễn phí rất là thần thánh, rất là hot mà mình lên nghĩ các bạn dùng trong văn phòng hoặc là các bạn dùng laptop nên có để sử dụng nó. Cái đầu tiên thì các bạn giúp mình vào Google Chrome và các bạn đánh cho mình từ format factory. Đó. Và sau khi các bạn tìm được cho mình rồi thì các bạn giúp mình tải cài đặt về giúp mình. Tất cả các phần mềm này nó đều là phần mềm miễn phí các bạn nhé, nên là các bạn cứ yên tâm tải về. Đó. Các bạn chờ một chút, đang tải về cho các bạn. Và sau khi tải về rồi thì các bạn giúp mình cài đặt ra giúp mình. Thì cũng như bao cái phần mềm khác thôi, các bạn có thể cài đặt. Các bạn ấn để mình kia mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn để những cụ thể cho các bạn. Các bạn chờ một chút nha. Phần mềm Format Factory là một cái phần mềm chỉnh sửa và chuyển đổi rất là nhiều cái ứng dụng cho các bạn, từ file hình ảnh, từ trang cá nhân, những cái hình ảnh trang cá nhân, những cái video, có thể là lối nét, rất là nhiều cái rất là thần thánh ở đây. Đây cũng có thể có đây. Thì mình tiếp tục mình ấn vào cái phần cài đặt, vào phần đó lát các bạn ấn cài đặt ra giúp mình. Và trong cái phần cài đặt này thì các bạn ấn yes. Đó, các bạn ấn like thôi, đơn giản thôi, các bạn ấn like cho mình. Like. Và các bạn chờ cài đặt thôi. Có những cái video mà mình cần chỉ cần âm thanh không ấy, và mình vào mình chuyển đổi nó rất là nhanh luôn. Mình phải nói cái phần mềm Factory này nó giúp cho mình rất là nhiều khi mà mình chuyển đổi file ảnh, mình chuyển đổi video, rồi mình chuyển đổi những cái nuôi từ trên mạng khi mình download về để mình cho vào điện thoại rất là tốt. Các bạn chờ một chút để cho nó cài đặt nhé. Đây là một cái trang chính thống của nó. Các bạn có thể vào tất cả các phần. Nó cứ có Factory thì các bạn có thể lấy và cài về. Khi mà cài xong thì các bạn ấn cho mình cái từ Philips. Đây, đây là giao diện của nó, hỗ trợ các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn rất là nhiều luôn, cả phải ISO luôn. Đó, cái này thì cần phải cancel đi. Thì ở đây thì các bạn lưu ý giúp mình, đây nó có phần video này, cắt thanh này, cái phần này là phần tiếng, các bạn có thể chuyển đổi vào, các bạn chuyển tiếng Việt Nam giúp mình. Đó. Thì đầu tiên nó là cái file video. Cái file video này thì gồm những cái phần như thế nào, ở trên khung thì các bạn đều có thể nhìn rõ này, MP4 này, MKV chuyển file ảnh này, từ AVI sang WMV,
MPG đấy, nối video, chuẩn video, nối video, cắt video, đó, tăng giảm đưa logo vào trong video, nó rất là hữu ích. Đến cái thanh thứ hai của nó là thanh âm thanh. Âm thanh thì nó cũng tương tự như ở cái trang video kia, hãy đổi các file từ MP3, MP4A, vân vân và mây mây. Sau đó thì đến cái file hình ảnh cũng vậy, từ những cái file mà nó lặn từ những cái máy chụp ảnh như Sony, Canon và Nikon, các bạn có thể đưa vào đây, các bạn chuyển đổi sang icon, chuyển đổi sang PNG, JPG, rồi chuyển đổi sang web, rất là nhiều. Tiếp theo thì nó là cái phần tab thứ ba, là phần tài liệu. Thì cái này nó cũng rất là hay, nó ứng dụng rất là nhiều. Bạn có thể chuyển đổi từ file PDF, bạn chuyển đổi sang từ hình ảnh, bạn chuyển đổi sang từ PDF, từ PDF bạn chuyển đổi sang các file như Word, Excel, đó, hoặc là từ những cái file đọc bạn có thể chuyển đổi sang file PDF và nó có lén, nó có cho mình xem được trên cả điện thoại. Đây là cái giao diện của nó, đó. Rất là hữu ích cho các bạn khi mà các bạn sử dụng cái này. Tiếp theo thì nó lại là một cái thẻ tab nữa, nó dành cho video. Các bạn muốn in, các bạn muốn lén, giải lén từ những cái video sang cái trang, sang một cái file như chẳng hạn như file DVD, file VCD, hoặc là từ cái file ISO chuyển đổi, hoặc là từ cái file WinZ, WinZip các bạn chuyển đổi sang file ISO, thì đây là một cái giao diện của họ. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng của nó đó. Ví dụ đây đơn giản như mình sẽ thử một cái convert cho các bạn một cái từ hình ảnh đi cho nhanh. Hình ảnh thì mình muốn chuyển đổi sang PNG, thì các bạn ấn vào PNG giúp mình, sau đó các bạn ấn vào phần unfile, sau đó các bạn tìm một cái ảnh bất kỳ, như chẳng hạn đây mình lấy một cái ảnh bất kỳ đi, đó, đây là JPG các bạn nhé. Sau đó các bạn ấn cho mình phần đồng ý, thì từ cái phần JPG này mình sẽ chuyển đổi sang cái PNG. Cái PNG này làm gì? Cái PNG này là mình hỗ trợ cho những cái file mà các bạn muốn làm trong, như chẳng hạn như là những cái file mình xóa không trắng để mình tạo ra một cái logo ấy chẳng hạn, thì các bạn có thể chuyển đổi sang. Và ở đây các bạn ấn cho mình phần loop và bắt đầu chuyển đổi file ảnh thì rất là nhanh được. Đó. Khi mà xong thì nó có một đoạn nhạc chuông dạ rất là hay đó, để thông báo cho mình hoàn thành. Thì cái này thì các bạn bắt đầu mở cái thư mục xuất ra, đó, và cái thư mục xuất này các bạn có thể kiểm tra bằng cách các bạn nhấn chuột phải, các bạn chọn property, thì property này nó sẽ hiển thị lên cho các bạn là cái tên này, cái file này, đó, png, đó, các bạn có thể nhìn thấy png. Ngoài ra thì các bạn có thể đổi video, đổi âm thanh, như chẳng hạn đây, và âm thanh lên các bạn đổi sang MP3 chẳng hạn, từ một cái video các bạn có thể chuyển đổi sang MP3 đấy, chẳng hạn như này, và các bạn ấn đồng ý, đó, và ấn bắt đầu thì nó chuyển đổi sang cũng như là cái file ảnh thôi, rất là dễ. Và mình nghĩ là các bạn nên dùng trải nghiệm cái phần mềm miễn phí và rất là ok như này. Ok, hôm nay video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh của Sơn Đức Nguyên. Hãy like và subscribe kênh để có được những video mới nhất của Sơn Đức Nguyên khi Sơn Đức Nguyên đăng lên. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của Sơn Đức Nguyễn. Thì ngày hôm nay tiếp tục lại một phần mềm Sơn Đức Nguyễn chia sẻ cho các bạn. Các bạn có nhiều trang fanpage giống nhau, các bạn muốn bán hàng và đăng bài cùng một lúc lên tất cả các bài đăng ở trên trang fanpage hoặc là trên trang cá nhân, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần mềm, đó là phần mềm Auto Viral Content.
Phần mềm này thì là của ATP Software. Nó có một cái tính năng rất là đặc biệt giúp hỗ trợ anh chị em bán hàng ở trên trang fanpage cũng như là ở trang cá nhân. Các bạn có thể dùng cái phần mềm này để đăng cùng một lúc, thậm chí rất là nhiều fanpage để chia sẻ cùng cái bài đăng đấy ở những cái trang fanpage nổi tiếng hoặc là những cái trang fanpage mà hoặc là trang cá nhân của bạn mà hiện tại các bạn đang bán hàng về một cái sản phẩm nào đó, thì cũng không để mất thời gian của các bạn nữa. Tiếp tục Sơn Đức Nguyễn hướng dẫn cho các bạn xem một cái phần mềm nó có nhiều tính năng như này, hỗ trợ các bạn trên fanpage như này. Cái đầu tiên các bạn gõ cho mình cái auto viral content đó, như cái trang ở trên phía trước mặt màn hình của các bạn đây. Sau đó các bạn giúp mình tải cái phần token của ATP giúp mình. Cái phần này mình cũng đã giới thiệu cho các bạn ở cái phần những cái video trước kia rồi. Các bạn copy cho mình cái dòng token 1 này. Sau đó các bạn paste vào đây giúp mình. Đó. Và sau khi kết nối được với cái token ở trang Facebook thì nó đã đồng bộ với tất cả các trang fanpage. Thì thật ra của mình cũng rất là nhiều cái trang fanpage, rất là nhiều đó các bạn nhé. Mình tạm thời không nhắc đến cái trang fanpage nữa mà mình hướng dẫn cho các bạn về cái các tính năng của coi như là cái auto viral content này. Thì ở trước mắt các bạn đó là một loạt cái thức tắc bát để hướng dẫn. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn một cái bài đăng. Cái bài đăng có nghĩa là các bạn đăng cùng một lúc lên trên trang fanpage của mình, nhưng chỉ bằng một lúc nhạc bạn nhé. Cực kỳ tiện lợi và cực kỳ coi như là hữu ích dành cho anh chị em bán hàng online mà có cái thời gian, không có cái thời gian đăng bài. Cái này nó cũng hỗ trợ cho các bạn được đăng lên theo lịch trình. Đây, mình hướng dẫn luôn cho các bạn về một cái trang mà hiện tại mình đang làm dịch vụ cho khách hàng. Đó nha. Các bạn vào cho mình cái phần đây mình hướng dẫn cho các bạn cái phần này. Tìm kiếm hồ sơ trên trang Facebook này, thì đây mình sẽ lấy một cái trang cá nhân để mình lấy chính cái bài ấy mình đăng lên trên cái fanpage đấy. Mình tìm fanpage này là của VinFast này. Hiện tại thì mình đang làm dịch vụ cho trang cá nhân của VinFast, cũng như là đây là một công ty cổ phần chế biến thực phẩm xanh, địa chỉ là ở Kiến An. Đây là số điện thoại của anh Bi. Đấy, các bạn có thể nhìn đây là mình đang làm cho công ty này về dịch vụ marketing đó. Thì để muốn lấy cái bài viết mà thường xuyên bạn này phải đăng lên như này thì rất là dễ thôi. Bạn search ở cái trong cái thanh tác profile Facebook này, các bạn copy cho mình lấy cho mình lên token 1 rồi. Các bạn lấy cho mình cái phần token 1. Sau đó các bạn copy cho mình cái bản dán ở đây cho mình, nhập token. Ok, sau khi nhập token xong thì các bạn quay trở lại cái trang cá nhân, các bạn lấy cho mình cái UID. Khi nhập tiền UID quá rồi thì các bạn search vào đây và các bạn search lên cho mình. Thì đây là cái trang cá nhân của anh ấy này. Và tiếp tục mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn nhé. Đó, các bạn ấn vào cái phần từ khám phá cho mình. Thì đây là một lần cái bài viết của anh ấy khi mà anh ấy đăng tải đây. Đó, các bạn có thể nhìn. Khi mà anh đăng tải như này thì mình muốn lấy để mình chia sẻ thì mình ấn vào cái phần khám phá này. Và sau khi phần khám phá thì các bạn mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để mình chỉ cho các bạn rõ hơn. Các bạn ấn nút cho mình vào cái phần đăng này. Hoặc là đây.
phần đăng ngay này thì trong cái mục phần đăng ngay này thì nó có rất là nhiều các bạn có thể chọn của trang bất kỳ, nhưng mà hiện tại thì mình đã làm một cái nhóm để đăng tải cái bài này lên cho VinFast rồi, thì mình sẽ tìm cái nhóm đấy và các bạn quan sát các bạn chỉnh sửa nội dung này các bạn để nguyên cho mình này. Nhưng mà các bạn lưu ý một chút thì đây là một cái đoạn ngắn của phần mềm người ta nói về cái phần chú ý giúp mình, có nghĩa là khi mà các bạn muốn đăng nhiều lên trên fanpage mà không bị lỗi để tránh cái phần báo spam thì các bạn giúp mình đây. Khi đây là thêm chữ R đóng ngoặc mở ngoặc nhé, thêm chữ R vào content để ram zoom tất cả các icon tránh bị báo lỗi bị spam đó, thì các bạn giúp mình ấn vào đâu cũng được, các bạn giúp mình đây thêm chữ R vào xong nó đóng khung vào và các bạn đăng bài đăng lên ok. Nếu mà ví dụ giả sử các bạn bị lỗi một cái hình thức lỗi như thế này thì là do cái album này nó rất là nhiều cái tài khoản thì các bạn có thể giúp mình tiếp tục đăng lại cho mình và chọn cách trang đó, thì ở cách trang ở đây thì các bạn tìm kiếm những cái trang nào muốn đăng và có nhu cầu đăng, như chẳng hạn như đây là của VinFast thì mình sẽ tìm đến VinFast để đăng cái bài này lên cho VinFast đó. Đó, các bạn có thể nhìn rất là nhiều luôn. Đôi khi phần mềm nó không tìm được ra cái nội dung của cái album nhóm đấy thì nó sẽ báo lỗi như vậy cho mình, thì mình làm thủ công như vậy được. Nhưng mà làm thủ công như này thôi mà rất là nhanh các bạn nhé. Đó, các bạn thêm cho mình chữ R vào để tránh bị báo spam các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn đăng lên. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? 30 hình. 30 hình nhé. Đây. Khi mà để xem lại cái phần đăng bài của mình thì sẽ cho các bạn xem một trang bất kỳ của VinFast. Cho các bạn xem một trang bất kỳ. Đó, các bạn chờ một chút nhé. Thì nó đang hiện tại đang thông báo thì nó đăng và nó chia sẻ cái bài viết đi trên tất cả các trang, các bạn có thể chờ một chút. Còn đăng bài các bạn chờ một chút nhé. Vào một trang khác bất kỳ đi để xem cái nội dung. Đây, hiện tại nó vẫn chưa lên các bạn nhé, các bạn chờ một chút xíu, các bạn chờ một chút xíu. Mình làm lại cho các bạn xem và các bạn đăng giúp mình vào tất cả các trang VinFast tổng sở hàng đầu đó,
sau đó các bạn thêm cho mình để tránh sập tao, bạn thêm cho mình sẽ là các bạn đăng dung này. Cái Starbucks đăng Starbucks này là đang trà như lịch sử ở đây, và các bạn có thể nhìn đang hàng loạt lên trên cái trang phân biệt của các bạn luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đây là kết quả mà mình vừa đăng lên, khi mình lấy một trang cá nhân mà mình đăng lên. Đó, rất là dễ dàng. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi livestream của Sư Nước Nguyễn. Nhớ subscribe và theo dõi kênh đăng ký của Sư Nước Nguyễn để Sư Nước Nguyễn có nhiều động lực hỗ trợ các bạn về tất cả các phần mềm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Sơn Đông Nguyễn. Hôm nay tiếp tục một cái video Sơn Đông Nguyễn sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách dọn dẹp tất cả các dữ liệu trong ổ cứng. Như hiện tại các bạn có thể nhìn trước màn hình đây thì là mình có hai ổ dữ liệu, một cái ổ SSD và một cái ổ HDD. Thì cái ổ SSD của mình hiện tại nó đang bó lỗi rất là đỏ, có nghĩa là cái dữ liệu của mình dùng rất là nhiều và liên quan đến phần cái cài Win. Thì hiện tại mình đang cài Win 10 và cái dữ liệu về cái phần mềm của mình thì nó cũng rất là nhiều. Hôm nay mình sẽ hỗ trợ các bạn và hướng dẫn cho các bạn những cái thủ thuật để các bạn có thể làm dọn dẹp cái ổ cứng của mình cho nó trơn tru nhất. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách cài cái phần mềm Advanced System này về. Các bạn vào trong Google Chrome và các bạn cài giúp mình cái phần này về. Thì ở trên cái phần này mình đã tải nó về rồi, thì các bạn có thể tải theo các bước của mình. Đó, các bạn vào trang chính thống của trang này, các bạn tải về giúp mình. Và khi tải về thì các bạn mở nó ra vào trong cái phần thư mục. Đó, các bạn chờ xíu nhé. Sắp tới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiều nhiều cái phần mềm miễn phí và sử dụng hay nữa, rất là nhiều phần mềm hỗ trợ các bạn. Thì như ở đây khi các bạn cài về rồi ấy, thì nó sẽ nằm ở cái ổ thư mục phần download này, và các bạn ấn cài đặt như bình thường giúp mình. Yes. Các bước này các bạn ấn insert này và ấn link giúp mình nhé, tại vì mình đã cài rồi nên đâm ra là mình cũng không cài lại nữa. Mình chỉ hướng dẫn các bạn hôm nay là cái nội dung của cái phần mềm thì nó sẽ gồm những cái gì và làm như thế nào. Đúng rồi. Hết rồi em ơi. Chỉ có nước rửa bát Sunlight thôi. Các bạn đầu tiên các bạn vào giúp mình nhé cái phần care này. Thì ở phần này các bạn tích hết vào giúp mình và tất cả các file mà nó yêu cầu chọn nữa để mà dọn dẹp cho các bạn mà scan giúp mình. Thì các bạn cứ để cho nó quét dần từ đầu cho đến cuối như này. Một cái phần ứng dụng này rất là hay, các bạn có thể download trực tiếp về bản free và các bạn có thể sử dụng bản mất phí hoặc là có thể thì các bạn có thể sử dụng cái bản free. Các bạn cứ để phần mềm cho nó chạy như này. Thì tiếp tục mình hướng dẫn cho các bạn tiếp ở những cái phần mềm khác.
Khi mà quét full thì sẽ tự động để mình để cái phần chế độ automatic này để cho nó fit và nó sửa đổi trực tiếp lên cho các bạn. Ok các bạn, thì sau khi quét xong thì nó sẽ sửa lỗi hết cho các bạn và nó sẽ mọi cái dấu tích này nó sẽ hiển thị màu xanh và đã sửa chữa và đã dọn dẹp. Các bạn ấn vào phần finish giúp mình. Và từ những cái thực ra cái kênh của này thì nó cũng rất là nhiều cái những cái phần mềm lối khác nhau. Nó có phần mềm diệt virus, có phần mềm tăng tốc, nó có phần mềm quét rồi hỗ trợ dọn dẹp rồi deployment rồi nổ cứng nặng. Thì mình sẽ từng bước hướng dẫn cho các bạn cái phần mềm này. Bước thứ hai thì bạn vào trong cái phần toolbook này. Thì từ toolbook này đây các bạn có thể nhìn này, cái insert này, những cái phần mềm mà nó sẽ quét sâu vào để nó gỡ bỏ ra này. Một cái phần mềm driver water này thì là nó sẽ cập nhật tự động cho các bạn các phần mềm nó tự động cập nhật cho các bạn các phần mềm và những cái tính năng ưu việt mới nhất. Smart deployment này thì là nó là dọn dẹp ổ cứng. Đấy, các bạn có thể nhìn, các bạn có thể cài tất cả các phần như system optimum system mấy phần là SQL này, system clear này. Thì ở đây các bạn chú ý giúp mình phần ZC clear. Và trong này thì các bạn ấn cho mình cái nút scan. Cái này thì là nó sẽ quét dọn những cái phần mềm nó bị thừa, cái phần mềm mà trong những cái phần lịch sử nó ngốn cái dung lượng của các bạn, và nó sẽ sửa chữa cho các bạn để không bị lỗi này, rồi nó loại bỏ đi những cái tệp tính rác. Tiếp theo đó thì các bạn có thể nhìn vào đây, mình chỉ thêm cho các bạn những cái phần như chẳng hạn như là disk clear này, dọn dẹp ổ cứng này. Các bạn có thể tích hai cái ổ dữ liệu này, một cái SSD của mình và một cái dữ liệu HD của mình. Cái ổ cứng kia của mình nó còn 3.28GB. Các bạn chờ một chút xem là nó tối ưu lên được khoảng bao nhiêu GB nữa. Ở những cái phần mềm này các bạn có thể sử dụng như là cái phần WinFit. Phần WinFit này là nó hỗ trợ các bạn dọn dẹp tất cả các tính năng vào bên trong, sửa chữa ở trong cái phần hệ thống system của mình. Thì các bạn có thể tác dụng. Và khi có độ xong thì nếu mà nó báo như thế này thì các bạn ấn OK là phần mềm của mình, hệ điều hành của mình nó sẽ không bị lỗi. Còn các bạn có thể là sử dụng bằng cái thủ công, bằng sửa chữa tất cả các lỗi ở trên giao diện cũng như là trong phần mềm, trong ổ cứng, cái phần mềm cái Win của program file hoặc là của Windows. Đấy, tất cả trong đây nó đều hiển thị cho các bạn, như chẳng hạn như My Computer này, My File, thư mục rác này, hoặc là Internet này. Đấy, nó sẽ là cài đặt và nó sẽ sửa chữa cho các bạn, khôi phục mặc định về cái ban đầu. Các bạn có thể thử công cụ này. Các bạn có thể sửa chữa từng cái một, trong desktop này, trong system này, IE này, trong nhạc này, xem coi bảo mật này. Đó, những cái này các bạn đều có thể là fix lỗi, sửa chữa lại cho nó để cho nó trở về mình. Cái thứ ba nữa là các bạn có thể vào cái phần chọn cái smart RAM này. Cái smart RAM này các bạn có thể nhìn trên đây là nó đang tình trạng RAM là nó sử dụng khoảng 35% và CPU nó chạy tầm khoảng 37%. Thì ở đây các bạn ấn cho mình một là cái phần go này, các bạn có thể ấn vào smart clear hoặc là ít clear thì dọn dẹp chuyên sâu. Xem là cái lượng RAM của mình thì nó xuống là 27 này. Xem cái này là nó xuống 27. Đúng không? 27 và CPU nó bằng 26 này. Đó. Cái này nó cũng là một phần mềm rất là hữu ích cho các bạn. Ngoài ra thì các bạn, hello, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream của Sơn Đăng Nguyễn. Thì ngày hôm nay tiếp tục lại là mình. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần mềm lại Fari
tất cả đều là miễn phí để hỗ trợ các bạn. Các bạn có thể cho mình xin một like, xin một subscribe để mình có động lực mình làm những cái video xịn sò hơn nữa, và những cái video chất lượng hơn nữa dành cho các bạn về những tất cả các phần mềm miễn phí. Thì ngày hôm nay không để mất thời gian của các bạn nữa, mình lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái phần mềm thật là xịn sò và thật là bá đạo. Đó, trước mắt mình đây là một cái phần mềm dành cho các bạn khi các bạn mua webcam. Như hiện tại thì mình đang live stream trên một cái laptop, và đây là cái webcam của cái laptop. Thì thật ra là ở trên cái góc độ so về cái camera chung trên tất cả các laptop thì cái độ phân giải của nó sẽ không được cao như các bạn đang nhìn. Và thay vì đó, các bạn không phải mua thêm những webcam đắt tiền, thì các bạn có thể có những cái chiếc điện thoại như mình đây chẳng hạn, đây là con Poco X3 đó, thì các bạn có thể sử dụng bằng chính cái camera này để coi như là làm webcam cho các bạn live stream. Ở những cái video trước thì các bạn có thể nhìn cái webcam của mình nó rất là lép. Thì từ những cái con máy xịn sò như thế này, cái lượng cái webcam của nó, cái camera của nó cực lép như này, thì mình có thể hướng dẫn các bạn cài đặt một cái phần mềm để hỗ trợ cho các bạn về cái tính năng này. Bước đầu tiên các bạn vào giúp mình phần Ethereum webcam dành cho PC. Đó, khi các bạn vào đây thì đây là một cái giao diện của nó. Cái giao diện này thì nó hỗ trợ các bạn ở trên nền tảng Windows, ở trên Mac và ở trên Ubuntu. Đó, phần mềm này nó sẽ tích hợp được ở trên điện thoại nữa các bạn nhé. Tại vì là khi mà mình muốn sử dụng và mình xài bằng cái camera của điện thoại thì các bạn cũng phải cài đặt cái phần Ethereum này về điện thoại. Thì trước tiên các bạn cài giúp mình về Windows. Đó, thì ở cái phần này thì mình đã cài sẵn rồi, nhưng mà mình cũng sẽ save lại cho các bạn từng bước một để các bạn nắm rõ. Với những người mà chưa bao giờ sử dụng máy tính, hoặc là những người các bạn chưa có một cái kiến thức nền tảng chung, thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Sau khi các bạn cài đặt về giúp mình, các bạn hiển thị trong cái thư mục này ra, và các bạn cài để giúp mình, ấn cài đặt như bình thường thôi. Đó, các bạn chờ một chút xíu mình xóa đi và mình cài lại cho các bạn. Thì ở trên này các bạn cũng không cần phải lưu tâm về những phần này rồi. Các bạn hướng dẫn cho các bạn như thế nào, các bạn cứ làm theo như nó. Đây, phần này cũng bỏ qua nhé. Cái này nó là 4 cái mắt cam, nhưng mà cái này thật ra nó cũng không nhất thiết, thì các bạn bỏ qua giúp mình. Các bạn ấn cái nút vào cái phần I after the entertainment này, các bạn ấn next, tiếp tục next cho mình để insert ra cho mình. Sau đó các bạn vào cái phần CH Play ở trên điện thoại này, hoặc là iOS App Store của iPhone nhé. Các bạn cài giúp mình. Cũng là cái phần mềm đấy, cũng là giúp mình. Đó, của mình thì mình dùng Android. Thì các bạn đây, Ethereum 4K đây, các bạn cài với giúp mình. Thì hiện tại máy mình đã cài đặt rồi. Thì các bạn cũng chỉ cần ấn các bước cài đặt tương tự như các bạn cài những cái phần mềm khác. Rất là dễ thôi các bạn. Các bạn nhớ là hai cái phần mềm này mình để kích hoạt được cái camera của điện thoại, thì cái mạng wifi nhà mình đều phải dùng chung nhé các bạn nhé. Bạn phải dùng chung cái wifi, cái mạng di động của nhà mình đó, để nó tích hợp được cái camera này với cái laptop của các bạn nhé. Đây là cái quy trình
Và đây là cái phần mềm của các bạn. Cái này thì hoàn toàn miễn phí cho các bạn nhé. Và cũng có thể là có nó như là nó có bản mất phí đó. Thì cái bản mất phí thì nó sẽ hỗ trợ các bạn tối đa hơn. Các bạn có thể xài lên cái nó có những cái hỗ trợ tốt hơn nữa. Đây mình chỉ tư vấn thêm cho các bạn về cái phần mất phí thôi, miễn phí thôi. Đó. Sau khi các bạn cài đặt giúp mình xong cái này, đây, wow, đã ra rồi. Các bạn cài đặt xong cái này giúp mình, thì các bạn kích hoạt ở trên cái phần điện thoại này lên. Các bạn kích hoạt ở trên cái phần điện thoại này lên. Đây mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Các bạn và đánh vào cho mình Easy Boom. Đó, các bạn mở ra giúp mình. Khi mà các bạn mở ra giúp mình như thế này thì các bạn ấn cái nút luôn vào phần EDU. Đó, EDU mở trên máy tính. Đây các bạn có thể nhìn một cái camera cực kỳ sắc nét ở điện thoại của các bạn. Đây, rất là nét luôn. So sánh với cái camera của mình hiện tại ở trên màn hình. Đấy, các bạn có thể nhìn nhận hai cái nó khác hoàn toàn nhau, rất là sắc nét. Đây mình có thể quay trực tiếp cho các bạn xem. Đó. Đó. Rất là xịn xò luôn các bạn ạ. Này, nhét chưa? Nhét căng luôn. Đó. Rất là nét. Mình thử đưa vào OBS xem như thế nào các bạn nhé. Cực kỳ xịn sò, cực kỳ hot. À, ok. Đâu mất rõ. Phải nói là rất là nét. Có những cái phần mềm thật là bá đạo. Có hỗ trợ gần như là tất cả các thiết bị. Wow. Thật là... Đó, các bạn có thể nhìn rất là nét luôn. Thì đây là những cái phần mềm để mình dùng để livestream. Thay vì bằng những cái webcam, thay vì bằng những cái webcam laptop, hoặc là các bạn phải đi mua những cái webcam mắc tiền rơi vào tầm 2-4 triệu gì đấy, thì để có một cái hình ảnh sắc nét như thế này, thì các bạn có thể sử dụng giúp mình một cái phần mềm như thế này, cài đặt ra và sau đó tự hưởng thụ lấy, không mất một đồng phí nào. Các bạn cứ có một cái điện thoại như thế này, các bạn sử dụng cái mắt cam của nó để các bạn livestream vừa nét. Đấy, các bạn có thể so sánh cái camera laptop của mình hiện tại và cái camera này, nó rất là sắc nét luôn. Đây, các bạn nhìn này, sắc nét đó, rất là sắc nét luôn. Phải công nhận là không có phần mềm nào nó lại vừa miễn phí mà nó lại vừa hỗ trợ cho mình thật là nhiều tính năng như này, rất là ok. Đó, mình có thể xài. Đó, rất là bá đạo luôn. Anh chị em những ai mà còn chưa biết sử dụng phần mềm thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình vào Facebook Sơn Đăng Nguyễn hoặc là trên kênh YouTube của mình. Đó, đúng nhận mình phải nói là nó quá là xịn sò luôn các bạn. Ok, video ngày hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của Sơn Đăng Nguyễn. Hẹn các bạn vào những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ subscribe kênh, đăng ký kênh của mình để mình có động lực mình làm tiếp những cái video miễn phí dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
Hi, chào các bạn đã đến với kênh của Sơn Đông Nguyễn. Thì hôm nay tiếp tục Sơn Đông Nguyễn chia sẻ với các bạn một phần mềm hỗ trợ các bạn, đó là phần mềm giả lập để các bạn dùng như một chiếc điện thoại ở trên nền Windows. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình Google Chrome, sau đó các bạn ấn cho mình phần mềm giả lập. Sau đó các bạn ấn kích thước vào trong mình. Cái mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cái phần BlueStack 5 này. Đây là một trong những cái phần mềm mà hỗ trợ cho các bạn các tính năng sử dụng một cái trình giả lập của Android rất là ok. Sau đó các bạn tải về giúp mình. Các bạn save vào về cho mình nhé. Khi save vào về xong, các bạn hiển thị thư mục lên giúp mình và các bạn nháy chuột phải, cài đặt ra giúp mình, chuẩn run là admin này, ấn yes. Sau đó các bạn cài đặt giúp mình. Cái này các bạn có thể tùy chỉnh nhé. Cài đặt ngay này. Mình ấn vào đây để một thông tin này. Đó, các bạn để mặc định để chúng nó tự cài đặt cho các bạn. Cái giao diện này thì nó hỗ trợ các bạn sử dụng cái trình duyệt như một chiếc điện thoại ảo, chơi như game giả lập, dùng Facebook, xem YouTube, rồi các phần mềm hỗ trợ cho Android rất là hữu ích. Các bạn chờ chút, phần mềm đang chờ cài đặt. Đây là phiên bản BlueStack 4. Sơ tư vào trong, các bạn trả xuất xứ nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đây là phần xem và lay của hệ điều hành Android. Các bạn có thể nhập Gmail vào đây. Cũng như US thì tương tự thì mình đều phải nhập cái Gmail và mật khẩu vào. Mình sẽ lấy một cái Gmail bất kỳ. Các bạn chờ một chút xíu nha. Thank you.
Các bạn ấn tiếp theo luôn. Các bạn đăng nhập cái Gmail bất kỳ của các bạn vào trong cái CS Play này, Google Play này. Đó. Thì từ đây thì các bạn có thể tải các ứng dụng, các trình các phần mềm, rồi thậm chí là game. Thì các bạn nhìn thấy có rất là nhiều, có thể cài đặt Facebook, có thể cài Messenger. Và bất cứ những gì các bạn có thể cài Chrome hoặc My TV, Instagram. Từ đây thì trong cái proxy này nó sẽ chuyển đổi cho các bạn sang một cái dạng khác mà các bạn Từ đây thì các bạn có thể cài đặt bất cứ một cái gì bất cứ một cái phần mềm gì vào đây đều có thể được. Hiện đây nó là một cái giao diện các bạn nhé. Đây mình có thể cho các bạn xem tất cả những cái phần cài đặt cũng như là cái phần hiển thị giao diện trên cái Windows này. Đây là cái tài khoản của bạn. Đó. Thì hiện tại cái bản này nó là cái bản miễn phí các bạn nhé. Các bạn mua phí thì các bạn vui lòng liên hệ với bên người ta thiết lập cái phần mềm này. Đây là cái phần đồ họa, đây là cái phần hiệu năng CPU và RAM, cấu hình của mình thì thoải mái để xử lý cái dòng giải lập này. Đây phần thiết bị đây các bạn nhìn có thể thay đổi Galaxy Samsung này, Apple Chai, đáng nhớ rất này, đó nhiều rất lắm. Đây các bạn có thể thay đổi ở đây F10 năm vừa đó. Thì khi mà các bạn thay đổi cái giao diện này các bạn nhìn là thì cái trình sử dụng nó sẽ khác các bạn nhé. Nó như là một cái giao diện với chiếc điện thoại. Rồi cái thông báo khác các bạn có thể để các bạn thiết lập, rồi các bạn có thể sử dụng thay đổi trong này. Đó. Ok, hôm nay mình giới thiệu các bạn cái phần mềm BlueStack 5 này. Đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Sơn Nguyễn. Hãy nhớ subscribe kênh để Sơn Nguyễn có động lực làm thêm cái video bổ ích tiếp theo cho các bạn, dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Không chuyên sâu. Đó, thì ví dụ như mình hướng dẫn cho các bạn ở góc độ đây là một phần mềm như mình vừa xóa, các bạn có thể thấy ngay phần đầu màn hình. Các bạn giúp mình copy cho mình cái phần office cái sức này, các bạn đánh chưa vừa vào luôn cái này, sau đó các bạn test vào giúp mình và các bạn tìm phần mềm cái ra giúp mình, cái này hoàn toàn free các bạn nhé, nhưng mà các bạn cái ra giúp mình đó, tạo ra người giúp mình.
Khi mà bạn download về, bạn mở ra, sau đó bạn cài đặt giúp mình, thì tất cả các phần cài đặt này mình cũng đăng lên cho các bạn rồi, các bạn chỉ ấn next và insert thôi. Đây là mình đã cài ra cho các bạn rồi. Thì ở đây nó mở ra đây, đây là một cái trình tạo bắt, đây là những cái phần mềm cũng tương tự như trong cái bản Windows hỗ trợ. Các bạn xóa như này đây. Thì những cái tính năng nào các bạn cần xóa, các bạn hãy ấn vào đây giúp mình. Ok, các bạn tìm những cái phần mềm các bạn muốn xóa. Đây thì chẳng hạn mình sẽ tìm một phần mềm hỗ trợ mình, chẳng hạn những phần mềm này đi, mình gỡ đi, yêu sợ ba ba đấy à, nó dậy không dậy vào đấy nhé nào, thì khó hơn. Oh shit. Đó, các bạn có thể nhìn đây, đây ạ, đây ạ, đây ạ, đây đi, các bạn đang chán. Đó, các bạn có thể nhìn, đây là những cái tập tin quá sâu hơn. Đấy, quán không tặng quà nhá. Ngoan. Không phải lắm đâu. Đó, hoặc là những cái phần mềm mà sự thức chót là mình có thể sửa nó đi. Đó, các bạn có thể nhìn đây. Sạch lắm. Theo nào. Các bạn biết làm được không? Các bạn cho em ở đây nhé. Cũng là đây không đây nhé. Ôm ngủ thôi chứ người dậy ăn cháo rồi. Bạn nấu cháo ngon lắm. Ngủ ngủ là làm gì không cọc cạch. Bạn không thích cọc cạch nhá. Nói đùa rồi, cứ dậy xong cọc cạch ra thế nào. Con dậy chưa? Mở mắt chưa? Đó, các bạn có thể xem không cần nhiều rồi. Ok, rồi con gỡ vào phần mềm. Các bạn cần gỡ những phần mềm nào các bạn cứ ấn vào như suốt đi thôi, nhưng cái sâu của sao con nào nào không cập cạch đã bế rồi, không cập cạch được đã bế con người cũng không cập cạch luôn đấy chưa sao 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 con sao nào rồi chưa anh biết đau á, đau thì đừng bước tôi dạng ra vậy, đau thì như thế này vậy chưa mất một hồi cố nhớ rồi. Đó, các bạn có thể nhìn. Và những phần mềm tương tự các bạn muốn xóa đi thì các bạn cứ tìm và các bạn cũng edit được nơi yêu. Đây chẳng hạn như cái phần mềm này. Đó, để xóa đi. Đó. Phần mềm này nó tìm được cho các bạn tất cả các phần mềm trên máy tính, phần mềm giao diện của cái phần App Store, cái app của Windows và cái hành tạp phát. Cái hành tạp phát của phần mềm trên cái giao diện cái app mà đây mình chỉ cho các bạn cái app mà trên cái phần Windows ở bên trên cái thanh công cụ này. Họ đều cắt được ra cho các bạn nhé. Các bạn
có muốn gỡ hay không gỡ đi thôi, còn hầu hết là nó sẽ hiển thị cho các bạn đây. Các bạn nhìn thế này, khi các bạn cài vào đây thì các bạn cũng nhìn này, và những phần kinh bát này đây, các bạn có thể xóa đây. Nó rất là hay, tính năng nó rất là ok mà. 2, 4, 6, 6 giao diện của thanh nhạc. Đây. Các bạn muốn gỡ gì, muốn xóa gì đều được hết. Bọn mọi người lên hạn chế gỡ những cái mà trong cái phần mềm của Windows, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần mềm đó và nó sẽ làm cho mình mất file, và cái mất file được thì cái nền Windows nó sẽ có một vài lỗi kỹ thuật, cũng có thể là các bạn bị sập luôn cái nền Win. Nên là những cái file nào các bạn phải nhìn nhận là phần mềm nào mình cài vào rồi và phần mềm nào mặc định của máy thì các bạn để ra, tránh những trường hợp là các bạn cài rồi các bạn xóa những cái file nó không đúng thì nó sẽ chết Win luôn. Chết Win thì coi như mọi dữ liệu trong cái ổ Win thì nó sẽ gần như là mất hết, sẽ không khôi phục lại được. Đây là những cái phần xuất Visual C này, đi vào mình là mình sẽ không xóa nó đi, bởi vì những cái đấy cũng rất là quan trọng. Đấy, những cái máy in đó, còn các bạn cứ nhìn nhận xem là phần mềm là đây là những phần mềm ngoài mình cài đặt này, mình có thể xóa nó đi. Đó, hiện tại thì mình sẽ không xóa đây, chẳng hạn các cái dây xem mình có thể xóa nó đi. Đó, ở trong này xem đó. Ở đây video clip trước thì mình làm cái ổ này nó sẽ đổ gòn lên, thì hiện tại các bạn thấy nó đã xanh rồi. Khi xanh thì cái tốc độ xử lý của nó sẽ rất là tốt. Các bạn để nó đỏ thì là nó sẽ chậm và nó ỉ, tại vì cái không gian lưu trữ của nó không còn các bạn nhé. Ok, thì phần mềm đến đây mình sẽ dừng. Các bạn là nhớ subscribe kênh, like ủng hộ mình. Hẹn các bạn vào những cái clip tiếp theo. Các bạn yêu thích mình hãy cho mình một sóng một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào. Đến cái token của phần mềm ATP software để các bạn có dùng và sử dụng cái phần mềm đấy thì các bạn lên cần thiết để biết. Thì trước tiên mình sẽ vào trong cái phần Google, các bạn tìm cho mình cái phần token ATP software, các bạn đánh ra. Sau khi các bạn đánh ra thì các bạn giúp mình tải cái file token này về. Đó, khi tải cái file token này về rồi, các bạn giúp cho mình, thì mình sẽ thế này đi. Các bạn vào phần download, các bạn lấy giúp mình, các bạn mở và giải ném ra giúp mình nhé. Sau khi mở và giải nén ra, các bạn giúp mình vào trang Facebook của các bạn, ví dụ như là vào một trang bất kỳ, trang bất kỳ. Sau đó các bạn giúp mình vào cái phần tiện ích, và trong cái phần tiện ích này các bạn ấn cho mình vào cái phần quản lý tiện ích. Thì thông thường là trong cái phần quản lý tiện ích của các bạn ấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái phần dành riêng cho tất cả các phần mềm. Thì các bạn để ý giúp mình cái phần chế độ dành riêng cho nhà phát triển này, các bạn bật lên cho mình. Đó, nếu mà như mình được các bạn vào đây đầu tiên ấy, như của mình thì mình đã bật lên rồi, nhưng mà các bạn vào đây đầu tiên thì hầu hết là nó sẽ chuyển sang cái chế độ. Thì các bạn ấn chuyển sang chế độ để lấy cái tệp tin giải ném từ dưới lên. Khi mà các bạn chuyển sang cái chế độ này thì nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái tải tiện ích này đấy, và nó có tiện ích cập nhật. Đó, các bạn
chú ý cho mình và ấn giúp mình cái phần tải lên tiện ích đã giải nhé. Sau khi các bạn tải lên cái tiện ích đã giải nhé, các bạn tìm lại cho mình ở cái file download, các bạn đã download cái token về rồi, các bạn ấn vào giúp mình. Các bạn ấn đây là cái phần thư mục của token thì các bạn nên ấn để chọn cái thư mục này nhé. Các bạn ấn vào trong này thì nó sẽ bị có lỗi này. Và các bạn ấn ra phần download thì cái đây nó là cái folder bên trong. Đây các bạn ấn vào đây token 7.1 và các bạn ấn ra. Và khi các bạn ấn ra rồi ấy, nó sẽ hiển thị ở đây cho các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn. Và cái token này để làm gì? Cái token này thì là để hỗ trợ các bạn khi các bạn dùng những cái phần mềm tiện ích của ATP Software, chẳng hạn như là dùng về symbol UID, dùng về symbol Facebook, symbol Ninja, v.v. Có nghĩa là đại khái là ở trong cái gói phần mềm của ATP Software này thì cái tiện ích đấy nó hỗ trợ các bạn lấy một cái mã code của Facebook và chèn vào đây để coi như là làm những cái dịch vụ cần thiết trong này. Như điển hình đây mình có thể ví dụ cho các bạn. Các bạn ấn vào cái phần symbol UID. Đó. Thì khi ở cái symbol UID này nó sẽ hiển thị lên cho các bạn. Đó. Cái phần này thì nó là phần cookie rồi. Thì tiện thể mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cái phần mềm cookie, các bạn cũng tương tự các bạn tải về giúp mình phần mềm cookie. ATP và download cũng tương tự như thế, các bạn download về giúp mình. Và khi download về giúp mình thì các bạn lại hỗ trợ giúp mình giải nhé nó ra. Và khi giải nhé nó ra thì đây là cái file của test token, thì thể mình sẽ hỗ trợ và mình làm luôn cho các bạn trong cái token và cái cookie này, thì nó cũng là một để hình dung cho các bạn thấy được là khi mà mình làm bất cứ một cái dịch vụ nào thì nó luôn luôn có một cái phần dịch vụ phụ đi kèm để hỗ trợ các bạn. Đó, sau đó các bạn giúp mình vào phần tiện ích, quản lý tiện ích, các bạn tải để giải nhóm nó ra. Đó, đây này cookie nó lại giúp mình select thì đây là cái công cụ đây. Và khi có cái công cụ cookie này rồi và có cái phần token này rồi thì các bạn mở cho mình cái phần ghim lên đây, các bạn ghim vào nó sẽ ra cái thanh trạng thái ở trên này. Đó, các bạn bỏ thì nó tắt đi và các bạn ghim vào thì nó sẽ hiển thị lên trên này cho các bạn. Đó. Và tiếp tục các bạn ấn vào cho mình cái phần cookie, các bạn copy vào cho mình một cái mã này. Thì cái mã này để làm gì? Cái mã này đây để đăng nhập cái tài khoản này vào trong cái symbol UID đó. Và khi các bạn đăng nhập vào cái phần symbol UID này rồi thì các bạn có thể quét một cái tệp data, một cái tệp về nhóm, về fanpage, về lượt quét tương tác, về comment, về bài viết của bất cứ một cái tài khoản nào, một cái nhóm nào và một cái trang nào thì nó đều hiển thị như trên này, hỗ trợ các bạn hết. Đây là một cái phần mềm miễn phí của ATP Software. Hoặc là đây mình có thể ấn vào một cái phần mềm khi mà nó cần đến cái token, nó cần đến cái token auto viral content. Đó, thì cái này nó sẽ hiển thị cái phần token và nó yêu cầu bạn phải có cái token của nó, thì các bạn ấn vào cho mình cái token mà mình vừa lấy về đây. Ok, cho mình xíu.
Ok. Đó, các bạn vào đây và các bạn ấn vào phần token cho mình. Và khi cái token này nó hiện ra, các bạn copy cho mình cái dòng 1. Đây các bạn nhìn giúp mình nhé. Đây này. Đó, cái token này. Thì các bạn copy cho mình cái dòng 1 và các bạn ấn vào. Đúng rồi. Và khi ấn vào thì nó sẽ ra cho mình một loạt cái dịch vụ và cái tên các bạn. Thì cái trang này của cái trang Facebook này thì nó chưa được kích hoạt bản quyền nên nó sẽ không giống như cái trang chính của mình. Vì vậy nên là các bạn có nhu cầu sử dụng thì có thể inbox trực tiếp mình hỗ trợ các bạn có thể dùng thử trong vòng 7 ngày để các bạn trải nghiệm những cái sản phẩm, những cái dịch vụ rất là tốt, ưu ái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Sơn Đăng Nguyễn và cái video này cũng xin kết thúc tại đây. Anh chị em nhớ sub và like kênh của Sơn Đăng Nguyễn để Sơn Đăng Nguyễn có những video tiếp theo, có cái động lực làm những cái video tiếp theo cho các bạn. Đây là một trong hai những cái phần mềm và những cái mã code để hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn đăng nhập vào cái ứng dụng của ATP Software. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Có thể chuyển đổi đó. Nếu mà những bạn nào mà không biết dùng tiếng Anh thì các bạn có thể chuyển đổi sang tiếng Việt. Và mình cũng là một cái thằng rất là ngu tiếng Anh. Đó, các bạn có thể chuyển đổi ra như này. Các bạn đọc luôn. Đấy. Như thế này cho dễ. Đó. Gọn dẹp đây. File đây. Zap đây. 275MB. Cái này các bạn có thể xóa trực tiếp trên file hoặc là xóa biến mất luôn thông qua cái phần thư mục dạng đó. Đó. Ngoài ra thì có rất là nhiều cái phần mềm nữa, các bạn có thể nhìn vào đây sửa chữa này. Đó. Các bạn click vào đây, cái phần mềm system này, Advanced System này, nó có cái rất là nhiều cái hỗ trợ mình về cái phần mềm, về giao diện, rồi về tất tần tật những cái trong cái phần cài Win, hỗ trợ các bạn khôi phục mặc định lại, rồi quét dọn, những tính năng của nó rất là hay cho các bạn. Các bạn nào mà không biết tiếng Anh như mình ấy, cứ chuyển sang tiếng Việt này các bạn dùng. Nó hỗ trợ các bạn hết. Đó. Gọi cái luôn. Chuyển sang hết luôn. Đây, đây cũng một web ví dụ. Các bạn có thể vào cái phần đấy, cái phần này là phần xóa những cái giao diện, xóa những cái phần mềm mà chuyên sâu cho ngôn ngữ cho các bạn, để các bạn sử dụng nó cần những cái gì và không cần những gì mình kiểm tra trên này. Đây, như mình kiểm tra cho các bạn, như hiện tại là cái office của mình nó chiếm 388GB, Adobe Photoshop là 216/144, đây rất là nhiều phần mềm của mình hơn. Đây, hiện tại nó làm cho cái ổ cứng của mình nó đi đỏ. Đấy, 299, 2.99GB, còn gần 3GB. Đây là cái tốc độ nó chạy nó sẽ bị chậm hơn so với những cái ổ cứng mà nó có cái chế độ xanh như này. Và hầu hết các bạn cũng không nên để cái nó phun đỏ như này nhiều, tại vì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tốc độ chạy và cái tốc độ cái tệp rỗng của cái ổ cứng ấy. Nó sẽ làm ít nhiều ảnh hưởng đến ổ cứng. Đây chắc là mình cũng phải xóa thêm vài cái tính năng để cho nó nhẹ hơn. Như cái phần Photoshop này. Ok, như cái phần Photoshop này chắc là có lẽ mình sẽ xóa nó đi. Cái này nó rất là hay luôn nha. Các bạn có thể quét sâu xuống tất cả các tệp và những cái công dụng của Windows nó không tìm đến.
từ những ổ cứng, những phần thư mục rác, thư mục không có khoang. Vẫn chuyển sâu luôn. Không hiểu sao bữa này của mình dùng nó mất nhiều dung lượng vậy. Ok. Xem là cái phần của mình xem là nó được. Nó lên 5GB rồi các bạn. 5GB 29 rồi này. Sáng này nó 2GB. Đấy, các bạn có thể nhìn những cái đẹp chuyên sâu như này. Nó sẽ cày sâu xuống luôn. Và ok. Tiếp tục nó sẽ có phần mềm nào nữa đây. Công nhận cái office này nó lặng tắt đấy. Cốc cốc này mình sẽ xóa đi. Xóa hết đi để cho nó nhẹ cái máy này. Khi nào mà nhìn nó dao động mà nó rơi vào tầm khoảng mười mấy ghi hoặc 15GB để rỗng là ok. Nó sẽ xanh nhẹ như thế này. Được rồi. Tại vì cái cốc cốc không ai dùng mấy. Cái phần cất sâu này thì nó sẽ làm chậm lại một chút. Nhưng mà những cái chậm đấy thì là nó sẽ có những cái tính năng quét chuyên sâu cho các bạn. Cái giao diện của mình, những cái thư mục của mình được sạch hơn. Và ổ cứng của mình nó sẽ tối ưu hơn. Ngoài ra thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái phần Start Document này cũng thế. Cái này thì nó là cái phần dồn đổ đĩa. Đó, các bạn. Cái này là như nó cũng chuyển sang được công việc cho các bạn. Thì các bạn cũng có thể chuyển đổi. Nhưng ở đây là các bạn chạy cho mình. Thì cái này nó sẽ dồn lại tất cả các tệp cho bạn. Đó. Cái phần này nó cũng chuyển được sang tiếng Việt các bạn nhé. Tất cả đều chuyển sang tiếng Việt hết. Chắc là cái Instagram này mình gỡ gì. Gỡ đi cho nhà máy. Như mọi bạn mình vào cái Win của mình nó chỉ tích tắc trong vài giây. Nó không mất nhiều thời gian đâu. Nhưng mà để ổ cứng nó bị đầy như này thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bị treo và bị lag một chút. Máy mình thật sự là chưa bao giờ dùng bị lag, bởi vì cấu hình của mình nó rất là cao luôn, cao so với cái thời điểm hiện tại. Ok, mình xóa hết cái này rồi mình cũng sẽ kết thúc cái video này đây, nó hơi dài một chút rồi. Ok. Cái này của mình nó lên 7,33GB rồi. Đó. Cái phần mềm này cũng rất là ok các bạn nhé. Các bạn nhớ tải về. Nó là phần Advanced System Care Ultimate, bản Ultimate. Cái này các bạn có thể download trên phần mềm, tất cả các phần mềm nó hỗ trợ trên Google Chrome hoặc là các bạn có thể dùng các cái bản crack. Mình không khuyến khích các bạn dùng những cái bản crack đấy, nhưng mà nói chung là anh em tùy anh em xài miễn phí thì có thể nên dùng. Còn muốn có key bản quyền thì các bạn phải mua key bản quyền. Đó, các bạn xem là rồi.
xóa cái Instagram này nó rất là lâu luôn. Thực sự là cái ổ cứng mà nó tầm rơi vào SSD, nó rơi vào tầm khoảng 128GB này thì nó không đủ cái dữ liệu để mình dùng nó. Bằng cái win đầy bị phần mềm của mình nó rất là nhiều, rất là nhiều luôn, nên đâm ra là nó cũng là một cái sai lầm khi anh em chị em mua cứng. Hãy thêm chút tiền vào nữa để các bạn xài cái ổ cứng, nó thấp nhất thì nó phải là 256 500GB thì là dùng dính rồi, và tầm 256GB là cái mức tối thiểu. Ok, cảm ơn các bạn. Thì hôm nay mình kết thúc video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Sơn Lâm Nguyễn. Hãy nhớ subscribe kênh của mình để mình có động lực mình làm những video miễn phí cho các bạn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Hello, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi này trên kênh của Sơn Lâm Nguyễn. Thì hôm nay tiếp tục Sơn Lâm Nguyễn hướng dẫn cho các bạn một cái phần mềm hỗ trợ về cái tính năng lọc bạn bè. Đó là cái phần mềm Single Face. Thì cái phần mềm này để hỗ trợ các bạn được những gì? Đó là giúp các bạn được, ví dụ giả sử như là các bạn muốn lọc bạn bè không tương tác, lọc bạn bè bị leak, bị chết, hoặc là bị khóa tài khoản do Facebook khóa, thì nó hỗ trợ các bạn để khi mà ví dụ những cái tài khoản không còn cái mức độ tương tác, hoặc là những cái tài khoản bị chết rồi đó, thì các bạn sẽ xóa đi để thêm những cái lượt bạn mới tương tác qua lại cho mình, để coi như là tương thích cho những cái ứng dụng, cho những công việc của các bạn bán hàng, thì cũng không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái chi tiết cụ thể. Đầu tiên các bạn vào cho mình Google Home, sau đó các bạn đánh cho mình một cái Facebook vào, sau đó các bạn mở giúp cho mình cái thanh tab bar này ra và chọn cho mình cái phần quản lý tiện ích. Từ cái phần quản lý tiện ích này các bạn ấn cho mình vào bằng cái chế độ cho nhà phát triển, cái chế độ cho nhà phát triển. Sau đó các bạn ấn cho mình vào phần tải tiện ích và giải nén. Ở trong phần tiện ích trẻ lén này các bạn tìm giúp mình, con ra đây các bạn, phần dữ liệu, và các bạn tìm cho mình cái phần xác quan. Sau đó các bạn ấn cho mình vào cái phần token hoặc là cookie. Bên trong này nghĩa để bên trong này các bạn mở ra và tìm cho mình một phần cookie rồi tập cho đây các bạn ấn vào sau đó các bạn mở cho mình ra, và từ đây các bạn ấn vào cái tính tab bar này giúp mình lim nó lên. Các bạn vào Facebook chọn cho mình cái mã cookie này. Từ cái mã cookie này các bạn là vào symbol face ở trên giao diện, và từ symbol face này các bạn là mở giúp mình sử dụng. Từ phần sử dụng này các bạn ấn giúp mình vào cái phần thêm tài khoản, các bạn paste cho mình cái mã cookie vào, sau đó các bạn đăng nhập. Và khi các bạn đăng nhập thì các bạn ấn vào cho mình cái phần sử dụng, và
ở trong cái phần sử dụng này, các bạn lưu ý cho mình nó rất là có nhiều cái thanh tab bát bên trong này, như chẳng hạn như danh sách bạn bè, danh sách tin nhắn, fanpage, mình mới kết bạn, danh sách đã gửi, danh sách theo dõi hoặc danh sách đề xuất. Thì các bạn để ý cho mình vào cái phần lọc tương tác này, từ cái phần lọc tương tác này các bạn lấy cho mình cái danh sách tương tác. Cái trong cái danh sách tương tác này nó hỗ trợ các bạn track cái số ngày, như chẳng hạn tối thiểu là 1 tháng gần đây nhất, sau đó là 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm. Thì mình sẽ, nếu như mình muốn quét sâu khoảng 1 năm đổ lại, các bạn có thể quét cho mình 1 năm, hoặc là tùy theo nhu cầu các bạn có thể quét theo tháng, theo 2 tháng, 3 tháng, nửa năm, tùy theo nhu cầu của các bạn. Và bắt đầu mình quét, đây là mình để chọn là 1 năm này. Rồi các bạn chờ trong ít phút để nó quét bài. Đó. Thì cái này nó sẽ quét sâu cho các bạn là những cái bài mà bạn bè của mình tương tác nhiều, thì là nó sẽ lọc ra, và những cái Facebook không tương tác thì là nó sẽ xóa đi cho các bạn. Các bạn lưu ý nhé, đối với những cái trường hợp mà chết Facebook và những cái trường hợp tài khoản bị khóa thì chắc chắn là nó sẽ có bên trong cái phần quét tương tác này. Và những cái lượng bạn bè, ví dụ như giả sử các bạn không biết cái bạn người bạn ấy là ai và người ta không hay tương tác với mình, thì các bạn cũng có thể, hoặc là cũng có thể xóa đi, hoặc là những cái bạn mà bạn bè của bạn biết đến nhưng mà không hay tương tác với bạn trong một khoảng thời gian là 1 năm như thế này, thì là cái phần mềm nó sẽ mặc định, cái thuật toán nó sẽ quét và nó sẽ mặc định cái tài khoản này không phù hợp, không tương tác với cái tài khoản chính của mình, thì là nó cũng sẽ lọc đi. Nên là nhiều bạn có thắc mắc là tại vì sao mà cái những cái người bạn của mình lại đi xóa mất, thì nó là như thế. Sao con? Thế trong cái khoảng danh sách các tương tác này, các bạn lưu ý cho mình, thì ở đây là cái lượng bạn bè của cái bạn này thì là cũng rất là ít, nên là mình sẽ quét sâu cho bạn đấy là khoảng 45. Sao con? Cái đồng hồ đây nhá, để ra hàng. Các bạn sẽ quét như mình sẽ quét cho bạn đấy khoảng 45. Chờ một chút. Thì ở trong cái giao diện mình nói qua về cái giao diện của Facebook Simple Pay này, thì ngoài những cái tính năng cơ bản ra, thì các bạn có thể quét những cái tệp danh sách khách hàng, từ số điện thoại, từ nhóm, từ theo dõi, từ Google Maps, từ danh sách bạn chung và danh sách sinh nhật, các tương tác bài viết, hoặc là quét danh sách người bạn. Cái này nó hỗ trợ cho các bạn rất là nhiều về cái tính năng và cái xử lý. Có rất là nhiều cái dụng cụ về phần mềm để hỗ trợ các bạn, và cái phần mềm Simple Facebook này là một trong những cái phần mềm thần thánh để hỗ trợ các bạn khi các bạn làm việc, các bạn bán hàng. Sao cô nói? À đúng rồi. Rồi. Các bạn bán hàng cũng như là các bạn làm những dịch vụ cho khách hàng bằng phần mềm. Sao cô nói? Nó hơi ố một tí, tức là nó hơi quấy. Quấy sao được cứ đẹp ba. Được 31 bài rồi các bạn nhé. Khi cái lượng bạn mà các bạn quét xong ấy, các bạn sẽ chuyển sang cái thanh công cụ ở bên này. Thì mình nói qua về cái phần tốc độ thì hầu hết là ở trên phần mềm đang hướng dẫn và để mặc định cho các bạn khi các bạn sử dụng, nên là các bạn cũng cứ hãy để mặc định như thế.
còn cái phần cookie và cái phần Chrome profile thì cái đấy thì các bạn có thể chọn một trong hai cái thanh công cụ ấy. Đây này, cookie hoặc là Chrome profile để coi như là mình chạy theo cái mức độ dịch vụ. Khi một web ra đây thì nó sẽ có một loạt UID tương tự là những cái danh sách bạn bè của mình, những cái danh sách lượt tương tác, lượt không tương tác và những YouTube tương tác nhiều nhất đối với tài khoản của bạn. Được các lượt các bạn nhé. Ba năm bài rồi, các bạn chờ một xíu. Và bài viết nữa thôi các bạn nhé.